Mới đây, công ty quản lý của nữ nghệ sĩ Chu Nga đã đứng ra tuyên bố về việc hai nhân viên trong đoàn của nữ ca sĩ tại Italy đã nhiễm COVID-19. Những ngày qua, trước tin đồn nhân viên của một nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc vừa trở về từ tuần lễ thời trang Milan, Italy nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 đã làm xôn xao dư luận. Nhiều người đồn đoán hàng loạt nghệ sĩ như Chu Nga, Yu, Lisa Blackpink, Min Hyun, Nuet, Song Hye Kyo, Han Yeseun. Và mới đây, phía công ty quản lý của Chu Nga đã chính thức xác nhận thông tin này. Công ty quản lý của Chu Nga xác nhận có hai nhân viên trong đoàn nhiễm dịch COVID-19, cụ thể, MNH Entertainment vừa phát thông báo liên quan đến kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19 của hai nhân viên trong công ty. Đặc biệt là hai nhân viên này đều nằm trong đoàn làm việc của Chu Nga tham dự sự kiện thời trang lớn nhất tại Italy thời gian vừa qua. Xin chào, chúng tôi là MNH Entertainment, nghệ sĩ của chúng tôi. Chu Nga đã trở lại Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 2 vừa qua sau khi kết thúc lịch trình tại Italy. Một trong những nhân viên đi cùng đoàn trong buổi chụp ảnh photoshoot phát hiện những triệu chứng như sốt, ho và sau khi được kiểm tra, người ấy đã nhiễm dịch COVID-19. Ngay sau đó, chúng tôi đã yêu cầu biện pháp tự cách ly đối với Chu Nga, cũng như các nhân viên đi cùng cô ấy trong chuyến đến Italy và tiến hành theo dõi bệnh tình. Sau thời gian tự cách ly, có thêm một nhân viên nữa nhận kết quả dương tính với COVID-19. Trong khi đó, cả Chu Nga và những nhân viên còn lại đều có kết quả âm tính vào ngày kiểm tra 1 tháng 3. Sau khi được chăm sóc, chúng tôi đều tuân thủ lệnh tự cách ly từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc. Và để đảm bảo an toàn cho nhiều người, tất cả mọi lịch trình đã được lên kế hoạch trước đó của Chu Nga đều bị hủy bỏ trong thời gian tự cách ly. Cảm ơn mọi người đang chiến đấu chống dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn trong việc đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ và nhân viên video. Liên quan theo thông báo thì người hâm mộ phần nào có thể thở phào nhẹ nhõm, vì nữ nghệ sĩ Chu Nga không nhiễm bệnh qua kết quả xét nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, việc có nhân viên trong đoàn nhiễm COVID-19 khiến mọi người đều vô cùng hoang mang và hy vọng trong quá trình cách ly sau đó sẽ không còn phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh nào khác. Lễ hội âm nhạc tại Jakarta ngày 7 tháng 3 thông báo vắng mặt Chu Nga. Ngoài ra, phía ban tổ chức lễ hội âm nhạc 88 Rising Head Interclouds đã lên tiếng xác nhận lịch trình vắng mặt Chu Nga trong sự kiện tại Jakarta vào ngày 7 tháng 3 sắp tới. Chu Nga có mặt tại tuần lễ thời trang Milan, chữa đại dịch COVID-19. Chu Nga là nữ nghệ sĩ solo thế hệ mới nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô bước ra từ chương trình tuyển chọn TTS hàng đầu Pop Produce 101 mùa 1 và từng ra mắt trong nhóm nhạc dự án EOE trước khi trở về công ty để bắt đầu sự nghiệp ca hát. Chu Nga từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các ca khúc Rollercoaster, Gattaco, Snappin. Năm 2018, Chu Nga xuất sắc đoạt giải thưởng Best Trend Performance Solo tại lễ trao giải MAMA. COVID-19 đang trở thành dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng toàn cầu. Xét riêng tại Hàn Quốc, tính đến ngày 1 tháng 3 đã có 3.526 ca xác nhận nhiễm dịch, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Trên thế giới tổng cộng có hơn 86.927 ca nhiễm và xác nhận 2.978 người tử vong. Trúc, theo thế giới trẻ Let's Explore Us,